Xin chào các con, hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện Luôn nghĩ đến miền Nam. Đầu năm 1969, một chị cán bộ miền Nam ra Bắc được gặp bác Hồ. Chị thưa với bác: "Chúng cháu đánh giặc Mỹ đến 100 năm cũng không sợ, chỉ sợ một điều là bác trăm tuổi mà thôi." Chị đã nói ra cái điều mà mọi người hằng nghĩ nhưng không ai dám nhắc đến. Năm ấy, bác 79 tuổi. Nghe vậy, bác mỉm cười hõm hỉnh. "Còn 21 năm nữa, bác mới trăm tuổi cơ mà." Bác kêu gọi các cô, các chú đánh Mỹ 5 năm, 10 năm hay 20 năm, chứ có nói 21 năm đâu. "Nếu 20 năm nữa mà ta thắng Mỹ, thì bác cũng còn 1 năm để vào đồng bào miền Nam." Thật ra, lúc ấy, bác đã yếu rồi. Tối mồng 1 tháng 9 năm 1969, bác mệt nặng. Những lúc tỉnh lại, bác vẫn nói: "Trong Nam mấy hôm nay đánh giặc thế nào? Sắp ra đi mãi mãi, bác vẫn nghĩ đến miền Nam yêu thương." Câu chuyện Luôn nghĩ đến miền Nam đến đây là kết thúc rồi. Các con nhớ ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện, những bài học từ cô. Cuối cùng tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những câu chuyện lần sau.